Thật ra tiền là rất đắt và cũng rất rẻ. Và thậm chí trong tất cả các quan hệ thì Hoàng luôn luôn là mình sẵn sàng thiệt về tiền. Có khi mình trả cái người đó mình biết là không xứng đáng này, mình trả cái cô đấy biết là cô lợi dụng này, nhưng mà mình nhận lại được là để nhận được cái nhận thức về người ta, mà cái nhận thức đó là vô giá. Nghèo nhất là chai Tây, nghĩa là Tây nó yêu thương, nó cưới nhưng nó không có bao. Sộp nhất là chai châu Á, là bao dữ lắm, nhà xe các thứ nhưng mà lại không cưới, mà sộp kinh khủng là ông đại gia Việt Nam nhưng mà không tin được. Bạn mà không có tiền, bạn mà không có sự nghiệp, bạn lại đơn thân, bạn chết tươi. Tôi xin nói thật là như thế, bởi vì sao? Tôi làm cha rồi, tôi biết đừng có hung hăng. Tất cả những cái cảnh mà một cái bà mẹ sắp bế đứa con tuyệt đẹp đi ngoài phố hay là chụp ảnh trên Facebook á, những cái đấy có nhưng nó rất nhỏ. Cái lớn là gì? Bế đứa bé này, đứa bé khóc ngằn ngặt trong đêm này, cho nó ăn này, đưa nó đi học này, quấn tã cho nó này, giải quyết những vấn đề của nó là tiến luôn. Mà lúc đấy không có chồng, không có người giúp việc là thật mà nói là đời chỉ có tan nát thôi. Các bạn mà không tiền và không sự nghiệp, các bạn chớ dại. Các bạn có thể không chồng, nhưng mà các bạn có con á, thì bạn phải coi chừng. Tất cả những đàn ông nào mà vảng vất đến trinh tiết là những cái đàn ông đó theo tôi rất lạc hậu và không xứng đáng để trở thành chồng hoặc người yêu của các bạn. Vì sao? Đầu tiên, đến mặt sinh học này, phụ nữ là bắt đầu trưởng thành từ năm 17 tuổi. Và có thể, theo quan điểm của tôi bây giờ, chỉ nên lấy chồng vào năm 30 trở lên thôi. Thì là có 13 năm không có chồng. Và con trai cũng thế, con trai cũng bắt đầu dậy thì từ năm 16, 17 tuổi. Thế thì, trong 13 năm đó, người phụ nữ học hành ca nhạc, sân khấu, điện ảnh và không có một cái người yêu nào và không có quan hệ tình dục à? Tôi không tin điều đó. Và tôi cũng không cho cái điều đó là hay cả. Hãy nhớ rằng là chúng ta cứ đổ cho là ngày xưa thì có khứ thì chúng ta bị ảnh hưởng. Nguyễn Du nhớ cách đây 500 năm còn nói là nàng lấy hiếu làm trinh. Chính Nguyễn Du còn nhìn ra như thế. Nói gì đến chúng ta bây giờ, những người học hành đầy mình tự hỏi là mình hiện đại. Còn dân gian có những câu gì? Lẳng lơ chết cũng ra ma, chính chuyên chết cũng đưa ra ngoài đồng. Tức là họ cũng nói rằng là cái sự trinh tiết mà nó rất tương đối. Và bây giờ khi tôi yêu một người con gái, cái quan trọng nhất là từ lúc tôi gặp, chứ không phải cái quá khứ của cô ta. Người nào quan tâm đến quá khứ của người phụ nữ tò mò, hỏi dò, tập mạch, là cái người đó không có một chút đàn ông nào.